hàng trăm quả bom rơi xuống đầu binh lính Ukraine. Tổng thống Zelensky sợ tái mặt vì không còn quân để chiến đấu. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hiểu Rõ trong 5 phút. Thưa quý vị, chiến sự tại Ukraine đang bước vào giai đoạn khốc liệt chưa từng có. Trong bối cảnh quân đội Nga tăng cường tấn công với quy mô và cường độ ngày càng mạnh mẽ, chính quyền Kiev đứng trước áp lực vô cùng lớn. Những diễn biến gần đây đang khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải đối mặt với những lo ngại nghiêm trọng về khả năng tiếp tục chiến đấu của quân đội nước này. Theo thông tin mới nhất từ chính Tổng thống Zelensky, quân đội Nga đã thả khoảng 900 quả bom dẫn đường chỉ trong một tuần qua, trung bình mỗi ngày có 128 quả bom rơi xuống các vị trí chiến lược của Ukraine, tạo ra sự tàn phá khủng khiếp. Những quả bom này tuy có tầm bắn ngắn hơn so với các tên lửa tầm xa, nhưng chúng vẫn đủ uy lực để gây ra thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine. Điều đáng nói là các hệ thống phòng không hiện tại của Ukraine dường như không đủ sức ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công này, khiến cho nguy cơ thiệt hại càng lớn sức mạnh hủy diệt của bom dẫn đường nga bom dẫn đường của nga đang trở thành vũ khí chiến lược có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp trong cuộc xung đột tại ukraine mặc dù có tầm bắn ngắn hơn tên lửa nhưng không vì thế mà chúng kém phần nguy hiểm những quả bom này đã chứng minh sức mạnh đáng gờm khi có thể so sánh ngang ngửa với nhiều loại tên lửa mạnh nhất mà nga từng sử dụng và trong một số trường hợp chúng còn vượt trội hơn cả tên lửa tầm xa điều đáng lo ngại là chi phí sản xuất của những quả bom này thấp hơn nhiều cho phép Nga có thể liên tục triển khai hàng loạt mỗi ngày, tạo nên sức ép khổng lồ lên lực lượng phòng thủ của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã không giấu được sự lo lắng trước tình hình này. Việc Nga không ngừng thả bom với tần suất dày đặc đang khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng. Ông Zelensky đặc biệt lo ngại rằng nếu tình hình tiếp diễn, khả năng phòng thủ của Ukraine sẽ suy giảm đến mức không thể kiểm soát, đẩy nước này vào thế bất lợi lớn trên chiến trường. Dù nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh rằng, những viện trợ này là không đủ. Ukraine cần thêm nhiều hệ thống phòng không hiện đại để đối phó với loại vũ khí tối tân mà Nga đang sử dụng. Những thiết bị phòng không hiện tại của Ukraine không đủ khả năng ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường của Nga. Chính vì vậy, ông Zelensky đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không và đạn dược một cách khẩn cấp nhằm giúp quân đội Ukraine duy trì khả năng bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc không kích liên tục từ Nga. Ông Zelensky hiểu rõ rằng chỉ với các hệ thống phòng không tiên tiến và phù hợp, Ukraine mới có thể đối phó hiệu quả với các loại vũ khí hiện đại như bom dẫn đường. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời và đủ lớn từ phương Tây, nguy cơ mất kiểm soát trong chiến tranh càng trở nên rõ rệt hơn. Tính thế hiện tại đòi hỏi Ukraine phải nhanh chóng tăng cường khả năng phòng thủ, đặc biệt là trong bối cảnh nga ngày càng tỏ ra quyết liệt hơn với các cuộc tấn công liên tiếp và có tính toán chiến lược cao. Trong khi Ukraine cố gắng đứng vững trước sức mạnh của sự vượt trội của nga, câu hỏi lớn vẫn là liệu sự hỗ trợ từ phương Tây có đến đủ nhanh để giúp Ukraine xoay chuyển tình thế hay không? Trận chiến không chỉ là về quân lực mà còn là cuộc đua về thời gian và sự chuẩn bị kỹ thuật. Nga tận dụng công nghệ Starlink để tăng cường sức mạnh chiến đấu. Trong khi phương Tây vẫn đang xem xét về các gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi quân đội Nga bị phát hiện đang sử dụng công nghệ Starlink, một hệ thống liên lạc vệ tinh vốn được thiết kế để hỗ trợ Ukraine. Sự kiện này đã được tiết lộ bởi The Washington Post vào ngày 12 tháng 10, gây chấn động dư luận quốc tế. Theo báo cáo, quân đội Nga đã triển khai các thiết bị đầu cuối Stalin trên chiến trường với quy mô lớn và đáng chú ý hơn, ngay cả các binh sĩ Nga tại tiền tuyến cũng đang sử dụng hệ thống này để cải thiện hiệu quả liên lạc và chỉ huy trong tác chiến. Stalin vốn là một trong những hệ thống liên lạc vệ tinh tiên tiến do SpaceX phát triển, ban đầu được phương Tây cung cấp nhằm giúp Ukraine đối phó với các thách thức liên lạc trong điều kiện chiến tranh. Hệ thống này cho phép các đơn vị trên chiến trường duy trì liên lạc ngay cả khi các cơ sở hạ tầng viễn thông truyền thống bị phá hủy. Thế nhưng, điều bất ngờ là công nghệ này giờ đây lại được quân đội Nga tận dụng để tăng cường sức mạnh chiến đấu của mình. Điều này đã gây ra nhiều sự lo ngại bởi việc Nga sử dụng công nghệ Starlink có thể làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Một số binh sĩ Ukraine thậm chí cho rằng, một phần sự thành công gần đây của quân đội Nga trong việc chiếm giữ các khu vực chiến lược, bao gồm thành phố Ula chính là nhờ vào việc họ có thể sử dụng Starlink để tăng cường khả năng phối hợp tác chiến. Công nghệ này đã giúp quân đội Nga không chỉ cải thiện tốc độ truyền tin, mà còn nâng cao đáng kể khả năng chỉ huy và điều phối giữa các đơn vị tiền tuyến và lực lượng hỗ trợ phía sau. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ngày 13 tháng 10, trước khi sử dụng Starlink, quân đội Nga chủ yếu dựa vào các phương thức liên lạc truyền thống như radio hoặc các công nghệ không an toàn những phương thức này không chỉ dễ bị quân đội ukraine gây nhiễu hoặc chặn sóng mà còn không đảm bảo tính chính xác trong việc truyền tải thông tin việc này đã khiến các chỉ huy nga gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chiến thuật kịp thời dẫn đến các sai lầm trên chiến trường nhưng kể từ khi triển khai stalin những nhược điểm này gần như đã được loại bỏ các đơn vị nga giờ đây có thể duy trì liên lạc một cách an toàn nhanh chóng và hiệu quả từ đó cải thiện khả năng phản ứng nhanh chóng trước mọi tình huống chiến thuật thông tin được truyền tải chính xác hơn giúp cho quân đội Nga tăng cường độ chính xác của các cuộc tấn công và phối hợp hỏa lực tốt hơn. Sự xuất hiện của Stalin trong tay quân đội Nga đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về nguồn gốc của các thiết bị này. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Mỹ hoặc các nước phương Tây cung cấp trực tiếp các thiết bị này cho Nga, nhưng rõ ràng việc Nga có được chúng thông qua các bên thứ ba hoặc thậm chí thứ tư là một khả năng rất lớn. Điều này khiến cho nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng Nga đã tận dụng mọi cơ hội để cải thiện khả năng chiến đấu của mình bao gồm cả việc sử dụng công nghệ vốn ban đầu được thiết kế để giúp ukraine trong bối cảnh hiện tại việc nga sử dụng stalin đang trở thành một yếu tố then chốt trong cuộc chiến tại ukraine công nghệ này không chỉ giúp họ vượt qua những hạn chế về liên lạc mà còn mở ra những cơ hội lớn để nâng cao sức mạnh tác chiến của quân đội các chuyên gia cho rằng nếu ukraine không nhanh chóng có biện pháp đối phó với sự thay đổi chiến thuật này họ sẽ đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn trên chiến trường việc phương tây cần phải đưa ra hành động kịp thời để hỗ trợ ukraine đối phó với mối đe dọa mới từ công nghệ là điều cấp bách hơn bao giờ hết. Bom tấn công chính xác và hoàn lực chiến thuật của Nga Sự thay đổi lớn nhất mà hệ thống Starlink mang lại cho quân đội Nga là khả năng nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp giữa các đơn vị tiền tuyến và lực lượng hỏa lực phía sau. Với sự hỗ trợ của Stalin, Nga đã triển khai một loạt các trạm quan sát tại tiền tuyến để theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Ukraine. Mỗi khi phát hiện được mục tiêu, thông tin sẽ nhanh chóng được truyền về các lực lượng hỏa lực phía sau chỉ trong vòng 5-7 phút. Ngay lập tức, các lực lượng này sẽ tấn công chính xác vào vị trí của quân đội Ukraine. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả này, các cuộc tấn công của Nga trở nên cực kỳ chính xác và tàn phá, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine. Một ví dụ điển hình cho khả năng tấn công chính xác của quân đội Nga là cuộc tấn công vào nhà máy sửa chữa xe bọc thép Mykolaiv, một trong những cơ sở quốc phòng quan trọng bậc nhất của Ukraine. Nhà máy này đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất, sửa chữa và bảo trì các xe bọc thép cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, trong một cuộc tấn công được tiến hành bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, nhà máy này đã hoàn toàn bị tê liệt. Vụ tấn công đã khiến cho cơ sở này không thể tiếp tục các hoạt động sản xuất. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp tục hỗ trợ vũ khí và trang thiết bị cho quân đội Ukraine trên chiến trường. Những cuộc tấn công như tại Mykolaiv không chỉ cho thấy sự tàn phá gây gớm của hoàn lực Nga mà còn minh chứng cho chiến thuật tấn công chính xác mà Nga đang áp dụng trong xung đột. Tên lửa Iskander-M đã chứng tỏ là một vũ khí chiến lược cực kỳ hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu trọng yếu của Ukraine. Iskander M không chỉ có khả năng tấn công ở khoảng cách xa, mà còn nổi bật như độ trinh xác ấn tượng với sai số chỉ từ 1 đến 2 mét. Điều này khiến cho vũ khí này trở thành công cụ hoàn hảo cho các cuộc tấn công theo kiểu phẫu thuật, nhắm thẳng vào các mục tiêu chiến lược như nhà máy sản xuất vũ khí sân bay, trạm radar hoặc các cơ sở hậu cần trọng yếu. Khả năng tấn công chính xác của Iskander M không chỉ nằm ở hệ thống dẫn đường tinh vi, mà còn ở tính cơ động vượt trội. Các bệ phóng của hệ thống này có thể được triển khai và di chuyển một cách linh hoạt, giúp quân đội Nga giảm thiểu rủi ro bị phát hiện và phản công. Ngay sau khi bắn, các bệ phóng có thể nhanh chóng di chuyển đến các vị trí mới, làm cho các cuộc tấn công trả đũa của đối phương trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, Iskander M còn được trang bị các biện pháp đối phó tiên tiến, giúp nó tránh được sự đánh chặn từ các hệ thống phòng không của Ukraine. Các biện pháp này bao gồm cả việc thả các mồi nhử để làm phân tán tên lửa đánh chặn và sử dụng khả năng cơ động nhanh để thay đổi quỹ đạo bay khi cần thiết. Điều này khiến cho Iskander-M trở thành một trong những vũ khí lợi hại nhất của Nga, không chỉ trong việc tấn công mà còn trong việc giữ an toàn cho các bệ phóng. Với sức mạnh tấn công trinh xác cao và khả năng cơ động ấn tượng, hệ thống tên lửa Iskander-M đã trở thành công cụ quan trọng trong chiến lược của Nga nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược mà không phải triển khai lực lượng quân đội quy mô lớn. Nó cũng cho thấy Nga đang tận dụng tối đa các công nghệ hiện đại để gia tăng sức mạnh chiến đấu, trong khi đối thủ Ukraine vẫn đang vật lộn với việc phòng thủ trước những cuộc tấn công tinh vi và có tổ chức này. Thách thức đối với quân đội Ukraine Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên phức tạp và leo thang, với nhiều thách thức lớn đang đè nặng lên vai quân đội Ukraine. Một trong những yếu tố khiến Ukraine đối mặt với khó khăn chính là sự xuất hiện của công nghệ Stalin trong tay quân đội Nga. Cùng với việc sử dụng các vũ khí có độ chính xác cao như tên lửa Iskander-M, sự kết hợp giữa công nghệ liên lạc tiên tiến và khả năng tấn công chính xác này đã giúp Nga gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu, tạo ra những áp lực vô cùng lớn đối với lực lượng phòng thủ Ukraine. Trong khi Nga khai thác triệt để các công nghệ hiện đại để gia tăng hiệu quả chiến đấu, Ukraine lại phụ thuộc phần lớn vào sự viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Ukraine đang phải đối mặt là sự chậm trễ trong việc nhận được các thiết bị phòng không và đạn dược từ các đồng minh phương Tây. Sự thiếu hụt này đã khiến Ukraine rơi vào thế bị động cho các cuộc tấn công dồn dập và có tính toán của Nga khả năng phòng thủ của Ukraine không đủ để đối phó với cường độ tấn công ngày càng gia tăng từ phía đối phương, đặc biệt là với các loại vũ khí có khả năng hủy diệt cao như Iskander-M. Thêm vào đó, vị trí địa lý của Ukraine cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khiến các cơ sở quốc phòng của nước này trở thành mục tiêu dễ dàng cho Nga. Nhà máy sửa chữa xe bọc thép Mykolaiv, một trong những cơ sở quốc phòng chủ chốt của Ukraine đã nhiều lần bị ngạt tấn công bằng tên lửa và bom, mặc dù đã hứng chịu những cuộc tấn công liên tiếp nhà máy Mykolaiv vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và sửa chữa các phương tiện chiến đấu cho quân đội Ukraine. Cơ sở này, dù đứng trước nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn, vẫn là một mắt xích thiết yếu trong việc đảm bảo vũ khí và trang thiết bị cho lực lượng vũ trang Ukraine. Sự sống còn của Ukraine trong cuộc xung đột này không chỉ dựa vào ý chí chiến đấu của các binh sĩ, mà còn phụ thuộc lớn vào việc các quốc gia phương Tây có thể nhanh chóng cung cấp viện trợ quân sự kịp thời hay không. Nếu không có sự hỗ trợ về mặt vũ khí phòng không và đạn dược, Ukraine sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn lớn trong việc bảo vệ các cơ sở quan trọng trước sức mạnh quân sự áp đảo của Nga. Cuộc chiến này không chỉ đòi hỏi lòng kiên cường, mà còn là cuộc đua về sự chuẩn bị và phản ứng nhanh chóng. Tầm nhìn tương lai và cuộc chiến chưa có hồi kết. Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang ngày càng leo thang, với nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán. Những cuộc tấn công mới đây của Nga không chỉ dựa trên các vũ khí truyền thống, mà còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Sự xuất hiện của hệ thống Starlink vốn từng là công nghệ được phương Tây viện trợ cho Ukraine, nhưng giờ đây lại nằm trong tay quân đội Nga, đã tạo ra một bước ngoặt lớn. Điều này mang đến lợi thế chiến thuật rõ rệt cho Nga, giúp họ nâng cao hiệu quả trong việc chỉ huy và phối hợp hoàn lực trên chiến trường. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và vũ khí có độ chính xác cao như tên lửa Iskander M, Nga đang gia tăng áp lực lên lực lượng phòng thủ của Ukraine. Những cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại lớn cho quân đội Ukraine, mà còn đẩy họ vào thế phòng ngự liên tục, phải đối phó với một đối thủ ngày càng vượt trội về công nghệ. Nga không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự truyền thống mà còn sử dụng chiến lược tấn công hiện đại, tận dụng tối đa mọi lợi thế về mặt kỹ thuật để giành ưu thế trên chiến trường. Trong bối cảnh này, tương lai của Ukraine trở nên mờ mịt và đầy thách thức. Ukraine đang phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ hơn cả về công nghệ lẫn hỏa lực, trong khi quốc gia này vẫn phụ thuộc nặng nề vào sự hỗ trợ từ phương Tây viện trợ quân sự từ bên ngoài mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ukraine chống đỡ các đợt tấn công nhưng lại không đủ nhanh và hiệu quả để bù đắp cho sự tranh lệch ngày càng lớn giữa hai bên cuộc chiến giữa nga và ukraine dường như vẫn còn rất xa hồi kết dù không có dấu hiệu cho thấy một bên nào sẽ nhượng bộ trong tương lai gần nhưng rõ ràng là ukraine cần phải tìm ra những giải pháp mới để đối phó với sự gia tăng sức mạnh của nga Điều này đòi hỏi Ukraine không chỉ dựa vào viện trợ từ nước ngoài mà còn phải tự phát triển các chiến lược phòng thủ mới, hiện đại hơn để bảo vệ lãnh thổ và duy trì sự bền vững trong cuộc chiến dài hơi này. Với tình hình hiện tại, không thể loại trừ khả năng cuộc chiến này sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới. Để duy trì được thế trận, Ukraine sẽ cần có những biện pháp mạnh mẽ và sáng tạo hơn, đồng thời phải đối phó hiệu quả với việc Nga liên tục áp dụng các công nghệ tiên tiến vào chiến trường. Chiến tranh không chỉ là vấn đề về vũ khí mà còn là cuộc đấu tranh về ý chí, chiến lược và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một tương lai khó đoán. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin đặc biệt hôm nay của Hiểu Rõ trong 5 phút. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine và những tác động của cuộc chiến này đến tình hình quốc tế. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.